Khuya ngày 24 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an huyện Duy Xuyên đang tiến hành điều tra một vụ cháy nhà trên địa bàn huyện. Trước đó, lúc 20 giờ cùng ngày, trong căn nhà ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, một người phụ nữ, 66 tuổi, đang ở nhà dưới thì nghe mùi khói trên gác nên chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà. Người dân gần đó huy động cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên người dân địa phương gọi báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến một người trong nhà tử vong do không chạy thoát kịp. Vụ cháy này khiến chồng của người phụ nữ, 55 tuổi tử vong tại khu vực gác lửng của nhà. Nguyên nhân ban đầu xác định tử vong là do ngạt khí. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên thông tin,